Rồi sư nói như vậy đó, bây giờ quý vị có nghe được hay chưa thì cũng cho sư biết nhé. Phật tử quy y Phật được hơn 10 năm. À, gần đây con thấy trên Facebook và TikTok có đạo Hòa Hảo và được gọi là Phật giáo Hòa Hảo, người sáng lập ra đạo Hòa Hảo được tín đồ họ gọi là giáo chủ và đặc biệt hơn danh xưng là Phật Kim Sơn, con thấy lạ và chưa hiểu nhiều về đạo này có liên quan gì đến Phật Thích Ca hay không. Khi mà chúng ta tìm hiểu về Phật giáo Hòa Hảo đó thì chúng ta nên tìm hiểu về cái lịch sử hình thành, tức là cái điều kiện xã hội chính trị thời bấy giờ và cũng như điều kiện tăng lữ tăng đoàn Phật giáo thời bấy giờ. Đó là vào cái thời kỳ còn chiến tranh. Và cái gọi là Phật giáo đó, lúc bấy giờ chỉ đa phần là chỉ là những ông thầy tục thôi, tức là dốt nát về giáo lý. Đương nhiên không phải tất cả, nhưng mà rất nhiều và người người dân họ cái họ nhìn đó thì họ thấy rất nhiều những người dốt nát về giáo lý và chỉ có khả năng làm thầy tụng thôi. Và đó là chưa kể đến cái oai nghi tế hạnh cũng không có. Cho nên người ta mất niềm tin rất nhiều về tăng lữ Phật giáo vào thời bấy giờ. Và điều kiện của người dân cũng chưa có thể tiếp xúc được với Phật giáo nguyên thủy. Thành thử một bộ phận họ mến Phật thì vẫn có mến Phật á, nhưng mà mấy ông tăng thì mến không nổi. Tại nói là tăng thì cho nó có cái từ để gọi thôi, chứ thực tế lúc bấy giờ không thể gọi những người thầy tụng đó là tăng được. Cho nên mới dẫn đến cái chuyện là có người đó thì đi tìm đạo, như là trường hợp các cái bậc tiền bối của chúng ta đi qua Miến, đi Thái rồi đi Cam và sau đó đem Phật giáo Nam Tông về Việt Nam để cho mọi người thấy cái Phật giáo chân chính là như vậy đó. Nhưng cũng có người họ không có đi qua bên đó được và họ suy tư, họ cũng có suy tư và sau đó họ thành lập những cái nhóm và truyền đạo với cái vai trò là bây giờ tôi không tin tưởng được mấy ông thầy đó nữa. Tôi mến Phật thì vẫn có mến đó, nhưng mà tôi không mến nổi mấy ông thầy tục. Cho nên là thôi bây giờ thì tôi mến Phật, tôi chỉ theo giáo lý của Phật theo cái hiểu của tôi thôi. Tức là bây giờ kinh điển tôi có cái gì để tôi tìm hiểu thì tôi tìm hiểu cái đó, mà bây giờ kinh điển thì cũng toàn là mấy bài sám tụng rồi ba cái cầu an cầu siêu đó, cho nên tôi cũng không mê, thành ra là thôi tôi tự tôi lập giáo lý rồi làm những cái bài sấm giảng của tôi và tôi thấy là nó hay và nó cũng phù hợp với cái đạo đức của người Việt, cho nên là từ đó Phật giáo Hòa Hảo ra đời và phát triển. Và trong quá trình đó, bất kỳ một cái tập thể nào, một cái, dù là tôn giáo hay là chính trị, thì họ cũng sẽ cần một cái gọi là cái danh. Thì trong các cái bài sấm giảng đó, có nhắc tới cái chữ là Kim Sơn Phật. Rồi thì có tương truyền là có người, một cái người gọi là kỳ nhân dị sĩ và đến và nói ông Huỳnh Phú Sổ là đây là Phật Kim Sơn. Và do cái niềm tin của mọi người vào vị này quá lớn, cho nên là mọi người cũng tin. Mà quý vị biết cái tâm lý người Việt cổ của mình là ai cũng lên làm Phật được hết. Tức là một cái người thiếu phụ mà chết oan á, thì cũng lên làm Bồ Tát được luôn. Rồi một cái người mà xuất gia mà ngó nó ngon lành thì cũng đưa lên làm Phật. Đấy. Phật Việt Nam nhiều lắm,
Bồ Tát Việt Nam nhiều lắm. Nhưng mà chúng ta nên hiểu là nó xuất phát từ cái tín ngưỡng và cái quan niệm của người Việt của mình, chứ nó không có căn cứ trên kinh điển cũng như sở chứng, thì không phải như vậy. Quý vị thấy trong dòng lịch sử mình có nhiều lắm, Phật, rồi Phật Việt Nam, rồi Bồ Tát Việt Nam, rồi Thần Việt Nam, rồi Thánh Việt Nam, nhiều lắm nha. Còn nếu mà nói về Phật giáo Việt Nam á, thì Hòa Hảo được gọi là chia riêng ra, gần như là không có dính dáng đến giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tại vì giáo hội Phật giáo Việt Nam á, là một tập thể bao gồm các vị tu sĩ, tất cả các hệ phái. Nhưng mà Phật giáo Hòa Hảo thì chủ trương là tôi không thờ mấy ông sư và tôi cũng không cần mấy ông sư. Và những người đi theo Hòa Hảo thì cũng không cần xuất gia. Cho nên là Phật giáo Hòa Hảo mang tiếng là Phật giáo nhưng mà ở trong đó không có tăng đoàn, và chính bởi vì như vậy đó không thể tham dự vào giáo hội Phật giáo Việt Nam được. Còn ngày hôm nay thì chúng ta đã rất là rộng mở rồi, kinh điển có, các cái vị tu sĩ cũng có, nó không còn như cái thời mà đen tối của Việt Nam nữa. Cho nên là chúng ta có rất nhiều cơ hội để chúng ta tìm hiểu và giao lưu. Và cái gì nó hay thì chúng ta tiếp thu, còn cái gì nó chưa ổn thì chúng ta tìm cái khác.